Phật pháp dạy chúng ta chỗ tin nhân quả và Phật pháp và hướng dẫn chúng ta là quá giải nghiệp chứng những điểm này rất là hay thí dụ như hai người xung đột với nhau chỗ mà Phật pháp dạy là cân bằng giữa thiện và ác nó không có nghiêng về bên nào nha quý vị nghĩa là phật pháp tùy duyên nhưng có giáo dục tùy duyên nhưng có giáo dục là có dạy để cho con người chúng ta nhận thức được và quá giải sự quán thù này là rất hay rất là hay này giống như những đức đi tu 15 năm thí dụ như ở ngôi chùa đầu tiên đi bây giờ những đức trở về chùa đồ thăm chùa xưa hay là thăm các anh em huynh đệ thăm những người chờm sớm bình thường không có một cái vấn đề gì mà mình cảm thấy rằng là mình không dám quay về hoặc là mình bị ngại ngùng bất cứ một cái gì không có tại vì sao vì mình ở đó bằng cả tấm lòng nhiệt tình hết mình nên cái lương tâm của mình sống với con người vậy mình thấy nhẹ nhàng cái tâm mình và những đức ở chùa hộ pháp 10 năm Bất cứ lúc nào như Đức trở về chùa Hộ Pháp rất là vui. 100% là đại chúng trong chùa, tất cả các em huynh đệ gặp nhau. Tay bắt mặt mừng và rất là vui vẻ. Việc này là 100%. Nhớ kỹ. Nhưng khi làm việc thì họ có cái phương tiện. Mình không có đặt mình vào họ nên mình không biết. Tại vì cái đại chúng, cái phương tiện nó rất nhiều. Miễn làm sao lợi ích cho đại chúng. À. Còn khi mà anh em gặp nhau, huynh đệ gặp nhau Hoặc trở về chùa xưa thăm đại chúng, thăm các cụ Anh em huynh đệ thì rất là vui vẻ Dù cho thời gian bao lâu có quay lại Thì cái tình cảm anh em đại chúng chùa rất là đặc biệt Không có gì trở ngại cả Nhớ kỹ chỗ này Nên là Tại vì những đức đã từng Coi chúng chùa đông người Có những cái phương tiện mà mình sắp xếp của một ngôi tam bảo, một tổ chức lớn, nó có những cái mà bản thân chúng ta không làm mình không có hiểu. À, giống như trước khi thời gian mà những đức à, đi à, à, ra khỏi chùa thì, thì biết hình ảnh mà xung quanh nhà ăn những đức à, tự tháo xuống hết, vị à. biết gì sao? Hình ảnh nhà ăn rồi một số hình ảnh xung quanh chùa những đức tự tháo xuống hết. Tại vì sao? Vì những đức sợ khi mình đi xong các cụ nhìn hình, các cụ nhớ đến mình nhiều. Cụ sẽ buồn. Nên trước thời gian đó, tự nhiên sao những đức có linh tính. Những đức gỡ hình xung quanh nhà ăn xuống hết luôn. Đây là 100%. Nếu Phật tử mỗi tuần đến chùa sẽ biết rõ ràng mà. Thời những đức lúc còn ở chùa những đức tự tháo hình. Hình ảnh những đức tự tháo rồi hình phòng đăng ký rồi hình các khu treo xung quanh rồi những Đức tự tháo xuống hết và tặng cho phật tử đem về nhà mà. rõ ràng luôn tại như đức nghĩ sau này như đức làm cư sĩ có thể chúng ta sẽ được ngồi với nhau tu hành học tập ha? hoặc là ngồi nói chuyện trò chuyện nhưng mà người trong chùa thì sống với mình quá tình cảm các cụ sẽ nhớ mình khi nhìn hình nhớ người từ nơi đó mà giảm bớt đi những cái kỷ niệm để cho các cụ đỡ nhớ. Giảm bớt đi những cái mà thâu vào cái tâm các cụ. Để khi cuối cuộc đời các cụ đỡ chướng ngại cái chuyện giảng sanh. Đó là chính những đức làm nha quý vị. À, nhớ kỹ đó. Còn ví dụ như các anh em mà khi coi chúng những điều niệm Phật của những đức, những đức đã từng nói với các anh em huynh đệ rằng khi những đức không còn ở trong chùa nữa, mấy anh em cứ thu âm những điều niệm Phật của các anh em. Vì cái việc này ngày xưa những đức ở chùa đầu tiên Khi xuống chùa hộ pháp những đức cũng tự thu âm cái điệu niệm Phật của mình Và hướng dẫn Phật tử thu Thì sau này khi những đức ra khỏi chùa Thì mấy anh em quản chúng cứ tự thu âm Quý vị phải nhớ kỹ là lúc mà Những đức còn ở chùa Chính những đức đã thu âm điệu niệm Phật cho những quan và những lăng Những ăn Ba ngôi chùa Nhưng không ngờ sau này những ăn qua đại tụng lăng Nên những đại quản chúng nên từ nơi đó mới bị biết rằng là chính những đức thu âm điều niệm Phật cho các anh em huynh đệ. Nên sau này các anh em huynh đệ đó mà đổi điều niệm Phật của những đức rất đúng. Tại vì sao? Vì chính anh em làm việc ở đó không thể nào để cho các cụ mà nhớ người đã ra đi mà không nghĩ người đang lo cho mình. Điều đó những đức cũng không chấp nhận điều đó được. Tại vì khi các thầy ở đó lo lắng cho các cụ mà các cụ nhớ những đức không vậy cái thầy sao làm đây? các cụ bị ảnh hưởng tư tưởng những đức các cụ không nghe lời các thầy sao thấy không nên từ nơi đó mà những đức đã thu âm điều niệm phật sẵn cho các huynh đệ anh em hết vì các cụ bà được những đức lo rất là thân thiết những đức nên gặp hình những đức với cụ sẽ rất nhớ và những cụ sẽ khóc những đức không muốn điều đó xảy ra nên chính những đức đã dọn những điều đó rất là gọn gàng đây là chính những đức nói rất rõ ràng nên cái công chúng mà tất cả những người biết qua những đức tuyệt đối không được một lời nói gì trách cứ ai đây là những đức nói câu đầu tiên phật pháp có một cái khả năng quá giải còn quý vị muốn như thế nào tùy duyên chuyện đó của mọi người tại vì phật pháp là căn bằng vừa thiện ác đó là những điều những đức làm những đức nói rất rõ ràng với vị nghe không nên mong rằng con người sống với nhau trong cuộc đời đi làm thuê làm mướn hay ở bất cứ nơi nào hay ở nhà ai khi mình đã ra đi thì còn để lại chút tình Dù cỡ nào đi chăng nữa mình cũng trở lại nơi đó Vì quả đất này nó tròn lắm mấy vị Chúng ta đi đâu một vòng rồi có, có khi một ngày nào Mình tự nhiên rồi sao mình thấy ô Nơi này là nơi rất gần gũi nơi xưa mình đã từng ở Mình nên ghé lại đó ăn miếng cơm Uống miếng nước Nó vẫn có một cái gì đó động lại Trong ta những kỷ niệm đó Đã từng đi qua Đẹp quá Thật sự quý vị những đức ngày xưa ở chùa quán âm 5 năm đẹp lắm, rất đẹp. Những kỷ niệm rất đẹp trong lòng của mình. Và 10 năm ở hộ pháp những kỷ niệm rất là đẹp. Và với Phật tử gặp nhau từ lễ quan âm ngày chủ nhật rất đẹp những kỷ niệm mà có thể cả cuộc đời chúng ta khó thế nào mà mà xóa bỏ được lắm quý vị à. Vì những kỷ niệm rất đẹp của đời người. Gọi là những thời hoàng kim khi chúng ta hướng đến Phật pháp đẹp nhất trong cuộc đời của những đức và mãi cuộc đời những đức cảm thấy rằng đó là những kỷ niệm đẹp của hai ngôi chùa nên hai ngôi chùa những đức đã đi qua nhớ kỹ là mãi mãi là đẹp nhất trong lòng của những đức dù bây giờ những đức trở thành một người cư sĩ nhưng cũng bắt nguồn từ chùa chiền mà bản thân những đức bây giờ mới được thấm nhuần Phật pháp và có thể ngồi đây dù là không phải nói thuyết pháp nhưng cũng là những câu chuyện nói về nhân quả của Phật pháp nếu không có Phật pháp thì làm sao chúng ta có thể nói và lý giải được Những cái quá giải mà nội tâm của chúng ta được quý vị Chúng ta phải chấp nhận đó là nhờ Phật Pháp Là từ nguồn gốc của Phật Pháp quý vị à đó. Nên, nên những người mà biết qua những đức tuyệt đối Những đức nói câu này Những đức không có một chút thiệt thòi gì Vì sao? Vì một thanh niên ngoài đời không làm được gì đặc biệt Cũng nhiều tật hư mà có thể nhờ Phật Pháp mà cho họ một tư tưởng và được 15 năm ở trong đạo mà làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đó là điều mà cuộc đời những đức cả đời cảm ơn, biết ơn. Lớn nhất trong cuộc đời của mình. Tuyệt đối không có một chút gì hối hận và không có một chút gì cảm thấy mình thiệt thòi khi ra khỏi ngôi tam bảo. Quý vị phải nhớ rằng cuộc đời của Đại Lão và Tượng Tịnh không cũng vậy. Ngài nói rằng Ngài cũng muốn ở một nơi nào đó để tu cả cuộc đời. Nhưng nhân duyên của Ngài không được như vậy. Nên Ngài đi rất nhiều nơi. Thì cuộc đời những đức ở nơi nào cũng muốn ở một nơi. Không muốn đi đâu. Nhưng nhân duyên đến lúc đó phải đi. Đừng nên đậu thừa ai cả. Đừng bao giờ nói ai ép mình. Quý vị đừng nên nói điều đó. Nhất là những người biết qua những đức. tuyệt đối. Phải nghe những đức nói câu này. Bản thân những đức không có thiệt thòi và không ai bắt ép những đức cả Quý vị là người hiểu những đức Con người rất cứng, rất quyết đoán Mạnh mẽ Những việc gì những đức làm đa phần đều là thích Và muốn làm Tuyệt đối không có ai có khả năng ép được những đức Những cái mà Những đức không làm Đó là những điều mà Y phải nhớ điều này Nên bản thân những đức không bao giờ thấy mình Có một chút thiệt thòi gì cả Nhớ kỳ không có thiệt thòi Mình tin nhân quả làm gì có thiệt thòi quý vị Ha. Đó, nên, nên mấy ngày nay thấy có mấy bài hát khi những đức nghe những đức cũng rất là thích tới quý vị tán tháng mình thì cũng thích chứ chứ không lẽ buồn nghe người ta tán tháng mình thích trong lòng rất là vui nghe bài hát nghe bốn năm lần nghe tới nghe lui nghe thích thật sự bằng cả tấm lòng mình thích ừ. không biết phật tử có thích hay không thì không biết nhưng mà những đức nghe thấy thích vì thấy người ta khen mình, mình thích ừ. Con người nó là như vậy Phạm Phu nó là như vậy thôi ừ. Nhưng mà Cái khen gì cũng vậy Nó phải có giới hạn Nếu như bây giờ liên tục Người ta khen nhạc sĩ Mà nhạc sĩ cứ tiếp tục ra Liên tục bài hát <laughs> Có ngày bảy <bể> sâu <laughs> Ban đầu thì khen rất là đặc biệt <laughs> khen giết lạc đề <laughs> đây là nói nhạc sĩ nào đó tu trong đây không biết nhạc sĩ nào thôi bây giờ những đức cũng đừng có nên nói tên bất cứ ai vậy có khi <laughs> okay, nói tên quý vị có khi quý vị không được không được tốt nhớ kỹ à, nên tốt nhất là những đức nói vậy thôi đừng nên nói tên ai Nhạc sĩ cũng đang ngồi trong đây mà không biết nhạc sĩ nào <laughs> Nhạc sĩ mắc kiến hay là không mắc kiến gì cũng không biết <laughs> Nên nhớ là Khen vậy là thấy cũng vui lòng rồi đó Cũng thấy được Những bài hát cũng thấy hay Thôi bây giờ Khoảng tháng rưỡi hai tháng gì hãy ra một bài Nếu mà nhạc sĩ có khả năng Chứ đừng có ra liên tục <laughs> không đây là những đức nói rất là rõ ràng 100% khen nhà đức thì nhà đức rất là thích đó, rất là vui đó ừ. phàm phu mà ta khen mình thích lắm nở lỗ mũi hiểu chưa nhưng mà thôi để dành thời gian niệm phật chứ viết bài hát cũng nhức đầu lắm căng thẳng dữ lắm viết viết ở đây rồi bằng đêm bỏ ăn bỏ ngủ thôi viết <laughs> khen lạc đề <đầy. cười> không cái gì cũng vậy nó phải vừa phải thôi quý vị phải chừng mực nó phải dầu như tháng rưỡi hay tháng gì đó À, mình có viết được thì viết rồi hát rất là hay cho người ta nghe cũng hay nội dung như là khuyên người thôi nó hay ha. nhưng mà nó phải có thời gian vậy đó thì bài nào ra chuẩn bài nấy rất là đặc biệt chứ nếu mà người ta cứ nhắn tin khen nhạc sĩ viết hay quá rồi đây nhạc sĩ làm tớ cuối cùng <laughs> viết viết không đơn giản đâu quý vị ơi nó nó đuối á à căng thẳng là nhức đầu lúc đó thường ngược lại tại thầy mà tôi nhức đầu không đó là cái mà những đức cũng không biết ai giết mà những đức nói thật lòng là bây giờ mình nói gì đó để cho dừng lại thấy không dừng lại càng sớm càng tốt bởi <laughs> vì với tuyệt đối một điều một người phàm phu đó là những đức nói chúng ta chia sẻ ngồi nói chuyện chết một người phàm phu tuyệt đối không có tán phán họ là Phật Bồ Tát. Chuyện này rất nguy hiểm. Có khi họ sẽ kiêu ngạo ngã mạng lại hại họ ngheo Mình chỉ cảm thấy điều họ làm mình thấy thích. Và họ hướng dẫn mình được tốt. Mình cảm ơn. Và cảm ơn nên làm theo những gì họ là khuyên mình là niệm Phật. Đừng có cứ kêu họ là Phật Bồ Tát. Tán phán họ đến mức đó không có được. Là phàm phu. hiểu không? Thì đó là cái mà quý vị phải nhận thức. Nếu quý thương một người thì nên để cho họ tồn tại Đó mới thật sự quý thương họ Nếu quý thương họ mà nhất thời thương yêu họ Mà để cho họ bị gục ngã sớm Thì cái đó <laughs> cuối cùng cũng được gì Có họ là như mình được một cái lợi ích Là mỗi ngày khuyến mình Còn mình đưa họ lên cao quá à... Đã là lên cao chót vót Thì người ta chỉ thấy mình họ thôi Mà thấy mình họ thì dễ nhắm <laughs> để họ mà lẫn lộn ở trong con người thì nó rất tiện lợi quý vị lẫn lộn trong con người bình thường thì nó rất là tiệt đừng có đưa họ lên tới trên cao thiệt là cao điều đó không tốt đâu quý vị ạ ừ. và đừng bao giờ đặt hy vọng vào một người nào quá cao quá đẹp quá tròn vẹn quá tuyệt vời một trăm trăm đừng nên đặt một con người phàm phu đi đến mức đó vì lỡ một ngày nào Quý vị hy vọng quá rồi quý vị sẽ vỡ mộng rồi sao Nên cuộc đời có người tin nhân quả Đừng đi vào vỡ mộng nghe Quý vị thấy có những con người người ta mà tuyệt vọng người ta sẽ chết đó. Thấy không? Nên mình đi mất chung thôi Để mình còn cái lối thoát cho chính mình Đừng nên đặt vào người khác để mình tuyệt vọng Đó là cái tin nhân quả Cũng như câu chuyện nhân Đức kể cho quý vị nghe cái người này lúc chưa có biết niệm Phật Ông thường có một ý niệm tự tự có ý niệm tự tử sau này biết niệm vật rồi có một lần ông nằm ngủ thì ông nằm ngủ tự nhiên ông trong giấc ngủ ông thấy ông thấy ba bốn người rủ ông đi đi lỡ nơi đó ông thấy hai người kia liền sẽ dây lên treo toàn tên và một người lỡ siết hậu treo toàn ten người này liền sẽ dây lên kêu ông kêu thêm cái ông này mày lỡ đây Mày đưa cổ vô tao siết tao kéo lên Cái ông này lúc đó là ông biết niệm Phật Ông nó không không Trong mơ mà ông nó không Tao không chơi cái này đâu Chơi mà siết họng sao chơi được Không được Cái Ông tóc ông chạy Thì trong giấc mơ ông thấy ông chạy Mà tự nhiên cái thằng bị siết họng kia nó, nó, nó sống lại Nó vượt theo Vượt theo quá trời luôn Mà ông thấy mà ông chạy quá trời chạy Mà ông chạy không lỡ nó sao? Chắc cái kiểu đó vị đang ngủ mà vị đang rút người Ngủ mà kiểu mà co go vậy nè Khi chạy xong sao mà chạy mình thấy chạy không đi Thì hai cái thằng đó, nó vượt quá trời vượt luôn Ông la quá trời la mà nó cứ vượt theo suốt Nó suốt nó, nó vượt theo nó lấy dây nó buộc vô cùng cổ nó kéo lên Nếu như trong cái lúc đó mà ông mà đưa cái đầu vô Đưa cái đầu vô mà xiết họng lên đó nghe Là đột quỵ chết Là nằm ngủ chết luôn rồi đó quý vị Cái chết nó là nó bị chết vậy đó nhưng mà cái linh thức ông còn tỉnh ông nó tao 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 không chơi đâu tao không chơi cái chuyện siết hỏng đâu ông tao không chạy rồi lúc đó ông chạy mà sao nó thấy nó kế bên ổng. sợ quá trời sợ lúc đó ông nhớ đến là ông đã từng niệm phật hay chưa bởi vì mình khuyên người ta niệm phật mà nghe cái phật hiểu nó hay lắm bởi vì mà khi mà mình gặp ai người ta không tin nhưng mình nói một câu nè à, cứ không tin nhưng mà lúc nào lỡ gặp sự cố gì nhớ niệm phật nghe Nhớ gặp sự cố gì niệm Phật nghe Nhớ gặp sự cố gì niệm Phật nghe Thì trong đây ngàn mấy trăm người nghe câu này là nhắn mạnh đó Nhớ gặp sự cố gì niệm Phật nghe Nhớ gì đó Thì tự nhiên cái ông này thì Lúc mà ông sự cố nhất gì đâu ai giúp ông đâu Cuối cùng niệm Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật Ông tỉnh dậy liền Thấy chưa Kể là câu chuyện này cho những đức nghe Thì vị nhớ rằng là nếu như cái lúc đó mà ông mà không niệm Phật là nó bắt ông là nó lấy dây nó buộc vô cuốn họng ông nó kéo lên là chết quen. Tuy là trong mơ nhưng thật sự là linh thức. Linh thức mà lúc đó nó đi ra khỏi thân à. Thì nó treo là nó buộc lại. À. Nên từ từ đó nó chết. Nên có những người người ta ngủ xong sáng mới bị coi người ta người ta chết quen. Đó. Đi bắt đi vậy đó quý vị. Nên từ nơi đó cái câu vật hiệu này hay lắm. Nên mình phải quá giải cái tâm hận thù nè. Không buồn giận người khác để trong tâm nè lỡ mình nói cái gì không phải rồi mình cố gắng niệm Phật, mình bỏ đi đừng có nhớ nữa. Đó. đừng có buồn giận người để trong tâm. Nhớ kỹ cái câu này nghe và dễ tính đừng buồn giận người để trong tâm. Và có những việc bản thân mình nhìn thấy nhưng nó không phải vậy đâu. Hoặc là nghe cái gì đó cũng chưa chắc vậy đâu. Thôi chúng ta niệm Phật đi. Vì nhân quả mọi người tùy duyên của họ. Mình đừng chen vào nhân quả của ai. Đó là những đức khuyên quý vị Tuy một đoạn nói chuyện những đức Nhưng mà quý vị, vị nghe sẽ quá giải Rất nhiều thứ nha. Mọi người nên quá giải cái tâm tuyệt đối không chen vào nhân quả của ai Và nên niệm Phật Khuyên người niệm Phật nha. Và chúng ta quyết chí đời này Chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau Chúc quý vị an lạc Ai di đạo Phật Ai di đạo Phật Ai di đạo Phật Ai di đạo Phật Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc Quý vị ơi Ai di đạo Phật